Chiều tối ngày 7 tháng 10, thông tin từ chương trình chuyển động 24 giờ VTV24 cho biết, thời gian gần đây, đường dây nóng của chuyển động 24 giờ liên tiếp nhận được phản ảnh của nhiều sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội về chất lượng bữa ăn trong hai tuần học giáo dục quốc phòng. Bản tin của chuyển động 24 giờ nêu theo các sinh viên, ngoài cơm và canh bị quay vòng, bữa trước ăn thừa dùng cho bữa sau, các sinh viên còn phát hiện có nhiều dị vật bất thường trong thức ăn như ruồi, phân chuột, dán, theo VTV24, theo quy định, tất cả những sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội đều phải học giáo dục quốc phòng. Trong vòng 2 tuần, các sinh viên này sẽ phải nộp 1 triệu 630 ngàn đồng chi phí ăn ở tập trung. Thế nhưng chỉ có những sinh viên của ba đại đội được giao nhiệm vụ chia cơm cho các bạn mới biết rằng phần lớn đây là cơm thừa từ các bữa ăn của một trung đội đã ăn trước đó. Các sinh viên này có nhiệm vụ thu gom cơm thừa trong bát của tân bàn, trộn đều, đổ vào khay, sau đó, nhân viên của nhà ăn đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các đơn vị đến ăn sau. Trong đêm ngày 7 tháng 10, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có thông tin chính thức phản hồi nội dung này. Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết chiều cùng ngày ngay sau khi làm việc với phóng viên của chuyển động 24 giờ về nội dung sinh viên của trường phản ảnh bữa ăn của tân sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh, ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ, tập trung của sinh viên tại khoa giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thật, mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục. Ngay sau khi nắm tình hình, ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã chỉ đạo và quyết định ngay trong chiều ngày 7 tháng 10 dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học Giáo dục quốc phòng và an ninh, chuyển đơn vị khác để cung cấp suất ăn đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục đề nghị các bên liên quan làm rõ và xử lý triệt để. Đại diện nhà trường nêu rõ, đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra đại học bách khoa hà nội sẽ được gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông chia sẻ của các bậc phụ huynh các em sinh viên đại diện nhà trường mong muốn luôn nhận được các ý kiến đóng góp của xã hội người học để các hoạt động của nhà trường ngày một tốt hơn